Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn có biết mình muốn review cái gì không? Cái này là vũ khí thứ nhì của ba mình tặng đó nha. Nhưng mà cái này ship lâu lắm các bạn, ship tới 10 ngày lận. Các bạn biết cái này tặng mình là cái gì không? Mình cũng không biết nữa. Thôi bây giờ chúng ta cùng mở ra đi để biết thêm. Bây giờ mình mới biết nó là một cái máy ảnh đó các bạn. Trời ơi, mình nhìn mà thấy cái hộp hoành tráng rồi đó. Để coi, ở đây nó có hai mẫu này các bạn. Không biết ba mình mua cho mình mẫu nào. Mình thích mẫu màu hồng rồi đó nha. Để các bạn nhìn cái hộp đi. Để xem trên cái góc này. Ở đây có một cái danh sách nè. Cái này có 4 mẫu, 2 màu nha các bạn. Bây giờ mình xin mở cái hộp kia nha. 1 2 3. Wow, đúng mẫu mình thích luôn. Các bạn, cái này có 300 mấy nghìn thôi nha. Các bạn thấy cái bao xịn sò kìa, nó xịn sò lắm á. Thực ra là cái này nó tới 500 mấy lần nhưng mà nó đang giảm giá đó các bạn. Ở đây có một bộ dây sạc nè. Có dây đeo nữa nè, để mình gắn vô nha. Nhìn kỹ hơn thì dưới đây hình như nó có cuốn hướng dẫn. Đúng rồi nè. Còn có tem bảo hành nữa. Tiếng Nhật không mà mình không có đọc được gì hết trơn. Không hiểu. Nhưng mà sau khi mà mình hồi trước ở trong lớp nhà của ba mình có một cái bé mà cũng có máy ảnh giống như mình nè. Cái lúc đó mình mới thích, mình hay mượn máy ảnh của bé đó chơi nên mình biết cách sử dụng. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Các bạn ơi, nếu muốn mở thì hãy bấm nút này nha. Bấm nút này giữ khoảng chừng 3 giây thì có thể mở lên được, nó sẽ nghe một tiếng nhạc. Rồi, lên rồi nè. Đây là 6 cái ứng dụng này các bạn. Cái này là ứng dụng chụp hình. Cái này là ứng dụng quay phim. Cái này là ứng dụng để xem lại cái ảnh của bạn, hoặc là cái clip của bạn quay. Còn cái này là cài đặt. Cái này là chơi game. Còn cái này là nghe nhạc. Nghe nhạc thì mình chưa nghe, nhưng mà mình nghĩ hình ảnh nhạc thì chắc là nó là nghe nhạc đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về từng cái ứng dụng nha. Các bạn muốn di chuyển thì hãy di chuyển sang phải thì bấm nút sang phải nè. Còn di chuyển lên thì bấm nút ở trên. Di chuyển sang trái thì bấm nút sang trái. Nói chung là mấy các bạn muốn di chuyển đi đâu thì cứ bấm nút ở bên đó thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái app chụp hình để cho các bạn xem nha. Nếu muốn vào cái app đó thì các bạn hãy bấm trên đây. Bây giờ cái này là cái máy chụp hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chụp cây đàn piano thử nha. Cũng khá là rõ. Hồi nãy mình nói là cái app màu đỏ là để xem lại hình đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Nếu các bạn muốn thoát ra thì hãy bấm nút mà để bật lên á. Nhưng mà bấm một lần thôi nha, đừng bấm giữ thì nó sẽ thoát ra. Rồi bây giờ mình chuyển xoay bên đây thì cái ứng dụng nào các bạn muốn vô thì cũng chỉ cần bấm nút này thôi nha, giống nhau hết. Rồi bây giờ chúng ta đã chụp được hình cây đàn piano nè. Mình chỉ các bạn làm hình nền nha. Nếu các bạn muốn làm hình nền thì bấm nút ở trên đây nè, bấm sang trái và bấm ở trên đây nữa. Bây giờ mình thử tắt rồi bật lên cho các bạn xem hình nền nha. Đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển. À, mình nói là cái này chỉ có 315.000 thôi mà nó có nhiều chức năng hay lắm đó nha. Thường thì cái máy chụp hình nhỏ mà nó không có mắc tiền thì nó sẽ chụp được một phía thôi, nhưng mà cái máy chụp hình của mình có 315 mà còn chụp được hai hướng nữa nha. Chúng ta có thể chụp selfie. Nếu mà bấm nút bên phải thì là chúng ta có thể chụp selfie. Còn bấm nút ở dưới là chúng ta sẽ có những cái khung này nè. Đó các bạn.
còn khi bấm nút ở trên thì sẽ là đổi màu. Các bạn thấy hay chưa? Cái máy chụp hình có 315.000 thôi mà nhiều chức năng ghê chưa? Bạn ơi, cái chức năng quay phim thì bình thường quá rồi nên là mình không có giới thiệu nha. Giờ mình sẽ giới thiệu chức năng chơi game. Đó, bây giờ mình đánh vô. Chúng ta có 3 cái game nè. Một cái game này là hình như chúng ta sẽ điều khiển con rắn để ăn cái quả trứng. Nếu mà không ăn được và chạm vào cái mặt khung hình thì sẽ thua. Còn cái trò xếp hình này mà chừng nào chúng ta lên không, nếu mà đủ nguyên một hàng thì nó sẽ sụp xuống một vật. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi làm sao mà nó không sụp xuống mà nó lên tận cái ở trên khung hình thì chúng ta sẽ thua. Còn cái này thì mình cũng không biết chơi nữa tại vì mình chưa có chơi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái máy. Thật ra cái máy của mình tới 543.000 lận. Mà tại vì nó đang giảm giá đó các bạn, nên chất lượng nó mới tốt như vậy nè. Các bạn thấy không, cái bao nó bằng cao su đàng hoàng nha. Hình cũng dễ thương nữa. Thì các bạn chụp rất là rõ, xài cũng ok, mình rất thích. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ like và subscribe cho mình nha.